bằng và dương bàn tiệm và tiệm thì chạp hãy sản thạch tiệm và lời nhận nhóm đặc do cho bò và phong vật á nên sẽ là phong vật lưu tiệm và cho nên họ có phong vật đó mà nên hãy nhận nhóm và dạy sinh hành mặt ngay tiệm và lúc em đã lấy từng mươi đồ chá và lập tài với phật ngay tân tạc tôn vừa nói đầu tay rằng như tham một bom ban man hóa với chúng mình chẳng cần thầm mưu của ta thằng hóa gì lấy chặt chẽ nhau còn của ta thằng hóa một bàn tay một liên nát nhiệt nhom tầm chạy bằng chạy của ta sự bằng tuôn của ta nhiệt buồn phật bài tai phật tổ sư thằng hóa cả na tu phật ông hạt mười tập tu phật ca thằng hóa đi trong bài ban tu phật từ đây tóc từ đây chúng ta bàn con thằng hóa đi ở cả nhà được nồng vui đi còn đất sông ba mươi mưa thành đi Yeah.
Yeah.
Thank you.
Tuh. Bye.